một tao lắc gì nè. Cây này ở đâu lên chú? Rung lắc gì nè. Lắc mạnh lắm, phải lắc nhẹ tay cho tôi đâu. Lắc chi vậy? Ai biết. Chụp hình chứ phải quay phim đâu lắc. Ai biết đó. Ủa cây này ở đâu lên đi chú? Ở Chợ Lách thôi. Chợ Lách hả? À. Bạn thỏ này của chị là bao nhiêu con cặp? Bạn hôm nay các chợ bông thấy bạn thỏ ít đó. Đâu có, bạn thỏ năm nay nhiều lắm luôn. Nhiều hả? Nhiều. Mà thấy đẹp quá. Đẹp hơn năm rồi á. Mà nhưng bao nhiêu mà chậu? Loại này là chậu. Bao nhiêu chậu? Bao nhiêu cặp dạn thỏ này nè? 100.000. À, rẻ mà. Chứ bán không được. Cây này đẹp quá. Cây này là bao nhiêu hả chị? Cái bự này nè. 2,5 triệu. 2,5 triệu. Em xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Trước mặt chúng ta đây là con đường Hoàng Minh Giám ở khu công viên Gia Định. Và chiều nay em mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi một vòng khu chợ hoa ở công viên Gia Định ha. Bây giờ là khoảng 5:30. Ngày hôm nay là 26 âm lịch, 26 tháng Chạp. Mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đi thưởng lãm. Hôm nay thì bên Nam TV có việc ở khu này nên thành ra dẫn anh chị chúng ta cùng tham quan. Ở đây thì cách đây 10 năm Vinh Lâm TV chụp hình cưới ở đây nè. Và bây giờ mới có dịp quay trở lại đây trong một cái khung cảnh rực rỡ của các loại bông ngày Tết nè ha. Những người trồng bông người ta rất là giỏi ha. Trồng những cái cây mà phải nói là ra bông rất là rực rỡ và ra đúng ngày vào những dịp Tết thế này. Ở đây là những cái chậu cúc rất là lớn và giá cả thì chắc nó cũng xem nhau ở các khu thì nói chung chi phí cũng xem nhau thôi. Nên là mình đi mua nào gần nhà đỡ chi phí vận chuyển ha. Chứ mấy ngày này thì bông ở đâu cũng tràn ngập, mặc dù không bằng các năm về trước, nhưng mà thôi thì mình đi vòng để cập nhật đi thưởng lãm ha. Ở đây công viên này rất là lớn hơn công viên 23 tháng 9, công viên Lê Thị Riêng luôn. Ở đây bán bông rất là nhiều ha, người ta bán xuyên suốt từ sáng tới tối, giờ nào cũng được, có người mua là bán. Mà bông này rất là đẹp ha. Bông dừa, bông đồng tiền, đủ loại. Mấy chậu nhỏ nhỏ này để đo lan can nè. Còn mấy chậu này thì để ngoài sân, biệt thự lớn nữa. Đây rất là thích. Ở bên kia đường nữa kìa. Ở bên kia là khu trường trung học phổ thông Phú Nhuận. Ngôi trường cũng rất là lớn ha. Kế bên nó có một cái đình hay là cái miếu gì, thấy cái kiến trúc xưa thì là xưa luôn. Đây là khu Gia Định ngày xưa. Thẳng con đường này là chúng ta đi tới Phổ Quang, công viên Hoàng Văn Thụ luôn á. Ở đây bây giờ làm đường lại rất là lớn ha, rộng rãi. Nó hướng ngược lại là đi Phạm Văn Đồng, đi hướng về Đồng Nai luôn, cuối đường mà đi về Đồng Nai luôn á. Một cái chậu như vậy nó có cả 100 cây bông thế này nè. Cây nào cây nấy, bông nào bông nấy rực rỡ. Quá trời cánh luôn ha. Tràn ngập khu công viên này luôn á. Ở công viên này thì ngày thường Vinh Lâm TV cũng có dịp đi ngang qua, nhưng mà để đi vô đây thì đây là lần thứ hai hay thứ ba gì đó, cách đây cũng rất là lâu rồi ha. Còn Tết thì chắc lần này là lần đầu tiên Vinh Lâm TV đi khu chợ bông này ở cái dịp Tết này. Cái chậu rất là lớn luôn, nó cao bằng Vinh Lâm TV, cao hơn Vinh Lâm TV luôn đó. 1m7, 1m8 luôn á. Hết hồn luôn.
ở đây bông nhìn thấy có vẻ tươi dày đặc nhiều hơn là ở các khu khác này. Ở đây những xe chở hàng, khi mà mình mua bông ở đây thì nhờ những anh này này đã chở cho mình. Video clip này không biết dài bao lâu, ở đây rất là rộng, đi ngoài chưa giáp luôn á. Quá trời. Trời ơi, thầy bấm anh là đúng luôn á. Đó. Đó được đó. Rộng quá trời rộng luôn đó. Trời ơi. Hồi xưa Pratvi đi tới đây là ở đây không có xanh mướt như vậy đâu ha. Bây giờ người ta làm lại trồng cây rồi làm đường đi rồi nhìn thấy rộng dễ sợ. Đẹp nữa. Nó giống như là vườn bông luôn á. Như làng hoa Sa Đéc luôn á, làng hoa Cái Mơn luôn. Nhưng mà làng hoa thì chỉ có vài loại hoa. Này lấy một rừng luôn, quá trời. Người ta đi lựa bông giấy nè, cây lớn cây nhỏ đủ loại. Cây nhỏ dễ thương nè. Trồng bông giấy thì cây nhỏ nhỏ như được rồi, cây bự quá nó leo khắp nhà. Loại này có gai không? Loại này không có gai. Thôi, bắt buộc xong rồi. Cái cây lớn nè, đủ màu luôn ha. Có cây này một thân nhưng mà sao nó ra nhiều màu dữ vậy ta. Nắng quá. Bay là do mấy bà chụp hình nè. Bông ta vậy cạn vô nó chảy. Nói này nó thiệt. Mấy người đứng chụp hình đó. Đúng rồi. Gờ. Thu phí chụp hình vô. Làm kiểu heo từ lắc bông tao lắc gì nè. Cây này ở đâu lên chú? Rung lắc. Lắc mạnh lắm, phải lắc nhẹ tay cho tôi. Lắc chi vậy? Ai biết. Chụp hình chứ phải quay phim đâu lắc. Ai biết đó. Ok, cây này ở đâu lên đi chú? Ở Chợ Lách thôi. Chợ Lách hả? Cây này sao nó có nhiều màu hay quá ha. Đó em ghép. Ghép hả? Em lấy cái cây này qua cây kia ghép qua cái lợi. Dạ. Ghép cái nhánh vô đó hả? Ờ. Ghép là hay quá. Dùng chứ gì để bình thường, phải nghề làm từ xưa vậy. Dạ. Một chậu vậy là bao nhiêu tiền? 300 ngàn. 300, hộ rẻ không? Hộ trồng được cái được. Trồng được cái gốc này là phải 5 năm có. 5 năm lên à? Nửa 5 năm trở lên á. 5 năm trở lên để có 300 ngàn. Dũng đó, người ta mua vậy, người ta chơi xong, người ta thọng luôn. Cây này thì nó dễ trồng, cây này nó dễ trồng ha. Nó không có cái đất á, đất gì đâu. Ở dưới là bình thường mình cũng trồng mấy cây này bán cho lái đồ đó hả? Chỉ bán trong Tết không à? Bán Tết không hả? Giờ một năm bán có 1 vụ à? Cái này chở xe tải lên. Gian hàng của anh là bông giấy không hả? Nguyên cái khu bông giấy nè. Ủa cái nhánh nhỏ thấy dễ thương nè. Bao nhiêu cây đó? Cây đó 50. 50. Cây đó cũng có mấy màu luôn á. Cũng ghép. Ghép là nhỏ. Ủa ghép mà lớn nó cũng ra là gậy vậy luôn ha. Cây nói cây vừa có cây nhỏ chứ cũng có cây lớn cũng có. Dạ. Là vậy đó. Dạ. Hôm nay bán được tới lớn nữa. Dạ. Nhưng mà đất thì... Dạ.
đẹp hơn nữa. Dạ. Dạ. Năm nay thấy bông giấy là nhiều nhất luôn á, bông giấy rực rỡ luôn á. Nhưng mấy cây này nó thiếu nước hay sao nó kiểu nó hơi nó thiếu nước không? Tại vì treo vô vậy. Dạ. 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 Nếu mà bông mà nó không tấm rồi thì. Dạ. Quá đẹp. À, cảm ơn anh. À, đi chúng ta tiếp tục qua đây. Một cây trồng cỡ 5 năm mới ra cái gốc lớn như vậy mà tôi bán có mấy trăm ngàn thôi. Bông màu gà bạn thỏ nè. Thấy bạn thỏ mới nhớ rủ bạn đồng nhỏ đi bông, đi coi bông, đi chợ bông không. Đồng nhỏ nói có bông bạn thỏ còn mới đi, nó thích bông này tại vì nó tròn tròn. Anh Đồng thích cái gì đó, nó tròn tròn không? Chậu rất là bự ha, cái bông bự quá trời. Trời ơi, cái mai kìa. Ồ ồ, quá trời nụ luôn, nụ đặc rất luôn á. Ờ, cây nào cây nấy đều rang hết trơn. Này chắc khoảng 300 ngàn, còn chậu lớn này thì chắc cả triệu, người ta cũng uống sẵn hết rồi ha. Mình đi qua đây rộng lắm. Gọi là một sự khiêm tốn mà không có tự cao. Nó cây bắp nữa nè. Ở thành thị thì hầu như là tụi nhỏ nó không có rành mấy cái cây này. Nhiều khi cây bắp nó không hình dung được cây bắp nó có trái như thế nào. Cây bắp là một loại cây mà một cây chỉ có một trái thôi. Hay lắm thì cũng có hai trái. Một trái nằm ở giữa cái thân nè. Anh nhìn cây bắp rất là dễ thương ha. Chú ơi, coi giá là năm nay giá nó cũng không có cao nữa. Cái đó là cái đô. Này bông cúc đặc rực luôn ha. Ôi ghê, màu trắng đó. Dở lên được mà. Cái chân nó gọi là cái chân của nó đó, một cặp chân của nó đó. Để hai bên luôn đẹp lắm. Năm nay giá bình ổn. Đúng rồi, đi năm nay ở các khu chợ bông thì chúng ta thấy giá cũng bình dân, chứ không có nói thấp. Thấy người bán năm nay có vẻ nhiệt tình mà thiệt tình nữa. À, có người là để giá sẵn đó, để thẳng giá lên cái chậu bông luôn. Một bạn thọ nè ha. Dạ. 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 Ủa, gian hàng của anh là bán gì? Bán màu gà hả? Màu gà bạn thọ. À. Mình ở đâu lên anh? Chợ Lách hả? Ở đây Bến Tre lên nhiều quá ha. Mấy cây ớt này thấy thích nha.
Một chậu ớt vậy là bao nhiêu tiền anh? 50 ngàn. Dễ thương quá. Bán em một chậu ha. Ủa cái ớt tròn tròn này là mình ăn được không? Được chứ, mình có ớt, con hưởng mình ăn ớt luôn. Kêu bằng ớt gì anh? Cái đó chùm ruột. Đi ăn cái chùm ruột hả? Nhìn nè. Chùm ruột. Ừ, để anh nhìn coi. Thấy không? À. Trong xóm con chú cũng trồng cái này mà trái như ngón tay út là loại khác nữa hả? Nhiều loại. À. Ồ, nhìn cái trái như... Chua rồi nhóc, ra cái già cua. Ủa sao nó ra cái trái ngọn hết ta? Mấy cái này, cái giống này là khác nhau phải không? Khác, không có nào giống nào, nhiều loại lắm. Mỗi cây mỗi kiểu hả? Mua cây về chơi ăn luôn. Nhìn dễ thương. Ủa rồi, giờ bữa nó ra trái nữa không hay là nó ra một đợt ta? Không có, mà mình ăn bẻ hết luôn, mình cắt. Cái còn cái thân thôi phải không? Rồi. Cho miếng phân vô là nó dạ. Đâm cái khác. Anh cho em gửi cái này đi. Anh lên đây bữa nào? Bữa 20. 20. Mấy cũng gần hết rồi. Ủa này của anh luôn hả? Mai chứng mai chứng thủy à? Này mai chứng thủy anh. Này là bao nhiêu một chậu như vậy? Đủ giá. Đủ giá hả? Đó nào cũng có. Tùy cây tùy kiểu ha. Như cây nhỏ này, hình thú này là bao nhiêu tiền? Cây đó cả 600. Là 600. Trồng ra cây gốc này là phải năm trên 5 năm. Hơn nhiều. Hơn luôn. Cây đó gốc là mười mấy 20 năm. Ờ. Cái cây hành gào của người ta mình mua vậy. Dạ, rồi mình ghép rồi uống éo luôn. Ghép thiên nhiên. Thiên nhiên luôn. Không có ghép. Ừ. Bông nó thơm dễ sợ. Kim quýt cái trái nó ăn được luôn nè, cái trái kim quýt nó nồng nồng. Cái đó ăn tiểu đường bị luôn ấy luôn. Ủa vậy hả? Tiểu đường hạ đường quýt luôn hả? Nó mấy cây này quá trời đẹp ha. Cây này mua cây này chủ yếu là cái kiểu gốc không? Cái này mai trứng thủy. Ừ. Mai trứng thủy lá kim. Quá rẻ quá rẻ. Em bữa tiền cái chậu của em trước. Để xíu em quay lại lấy nha. Quá đẹp quá rẻ luôn. Tiền chị. Mua 4 chậu tại chậu cái dạ, gì một chậu ớt. Chậu ớt anh. Dạ. Bỏ bịch cho anh chưa? Dạ, để xíu em quay lại lấy. Dạ. Cái gì? Ớt anh lấy chậu ớt. Thấy không chậu à? Ta chạy về tới quận nhất chở nhiều quá. Không, hai cây em bẻ lên cũng bình thường mà anh. Ở đi vòng có gì lạ lạ. Rồi, cảm ơn. Tốt dạ. Kiện không? Dạ. Đẹp không ạ? Ừ. Đó, bên đây chị có bán vạn thọ nữa. Vạn thọ này của chị là bao nhiêu cặp? Bên này các chợ bông thấy vạn thọ ít đó. Đâu có, vạn thọ năm nay nhiều lắm luôn. Nhiều hả? Nhiều. Mà thấy đẹp quá. Đẹp hơn năm rồi á. Nhưng mà bao nhiêu chậu? Loại này là bao nhiêu chậu? Bao nhiêu cặp vạn thọ này nè? 100 ngàn. À, rẻ quá. Chứ bán không được, bán khổ cho hết. Có này có kia. Rút cái chậu đổi cho chị. Sao ngộ à? Tiền năm nay vạn thọ bị đứng. Đó mày. À, này bông cúc. À, rồi chúng ta đi qua bên đây. Nào cây ớt chỉ có 50 ngàn, vạn thọ thì 100 ngàn. Có vạn thọ thì rất là lớn ha, đẹp luôn á. Này gần nó gần là 15 TV, chắc mua đem về. Ồ, vạn thọ nữa nè. Quá trời luôn. Đó, hồi xưa Tết thì chỉ có vạn thọ là nhiều nhất ha. Nhưng mà sau thị hiếu bây giờ chắc có lẽ do nhiều sự lựa chọn quá. Đó, bông cúc. Anh cứ qua đi anh.
mở đi bán, mang theo con nhỏ luôn nè. Chị thấy thương không? Một chậu lời 5-30, bán 10 chậu 5-300, 100 chậu thì 5-3 triệu. Mà ôm cái vốn cũng hơi bị nhiều á, nhưng mà vấn đề phải bán hết thì mới được cái lợi nhuận như vậy ha. Đó là con trai à? Bông thuộc loại bông nhà giàu nè, bông lan đủ các loại. Tới gian hàng bán đồ ăn vặt ở các khu hội chợ thì gian hàng đồ ăn là thúc nhất. Đi nào. Ở đây chúng ta đi qua bên khu bên kia thử. Công viên này rất là lớn, người ta bán có một góc nhỏ của công viên thôi đó. Không biết quý anh chị đã từng ghé qua công viên Gia Định chưa? Ở khu này chắc là cô Mai cũng rành ha. Vùng đất Gia Định. Hồi xưa thì không có nhiều đường đi vòng vòng như thế này đâu. Hồi xưa nguyên cái khu giống như là khu đất trống, xưa là xưa của Phan Lâm TV ha. Cách đây cũng cỡ 10 năm. Bây giờ rất là nhiều cảnh đẹp. Qua bên khu bên đây. Đó. Mấy cây mai ở đây còn đẹp hơn nữa nè. Nó rất là nhỏ gọn. Bông đặc rực luôn. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Con đường này là ngày xưa không có nè. Sau này mới có con đường xuyên qua bên công viên này, qua bên kia là đường Bạch Đằng nữa nè. Cây mai quá trời đẹp luôn. Cây này đẹp quá ha. Cây này là bao nhiêu hả chị? Cái bự này nè. 2,5 triệu. Cây này là 2,5 triệu. Quá trời đẹp luôn ha. Cái cây này trồng là phải 10 năm mới được cái vậy. Nhìn cái gốc là đẹp rồi đó. Về đổi cái chậu lớn lớn một chút. Cái
hai kiểu cũng đẹp. Ồ, qua đây. Cái bông này bự hơn nữa nè. Bông này là 2, 4, 6, 8 cánh. Rồi nó vô cái gốc mà. Nó trồng được cái cây như thế này là cũng là cái vấn đề đó. Quá trời đẹp luôn. Nhà bên Lâm Tuy không có chỗ để nên ra chỉ đi ngang coi thấy thích, nhưng mà cái nào cũng muốn mua thì không mua được. Đùa quá trời, cây cổ thụ, siêu cổ thụ luôn, mai cổ. Trời đất ơi, coi gốc vĩ đại luôn á. Cái góc này đường kính chắc cũng phải 1, 2, 3, 4, chắc cứ 5 gang tay trời. Quá trời. Đó, bỏ nó ra, bỏ bàn ra. Vạn thọ nè, vừa là tôi nghe thấy vạn thọ đẹp mà sao năm nay không được ưa chuộng. Bởi vậy thị hiếu người dùng rất là đa dạng mà nó không có cố định. Năm nay thì cái này hút nhưng mà không biết năm sau thì như thế nào. Ồ ạt đổ tiếp nó nữa thì sợ. Một giấy nó màu gà vàng họ cô kia mua 2 chỗ mai luôn. Còn rất là nhiều luôn á, Lâm TV đi không xuể luôn á, công viên này có thể là đi mấy clip luôn á, mấy giáp các gian hàng luôn, mỗi gian hàng mình ghé hỏi thăm thì chắc là tới chiều luôn. Người ta đi coi bông quá trời ha. Cái này quá đẹp. Quá trời ngon luôn ha, quá trời đẹp luôn. Người mua thì không phải là dễ dãi, người ta cũng đi hết gian hàng này tới gian hàng kia, người ta lựa nào được cái cây như ý, có duyên thì mới chốt được. Cây mai mà thấy trồng mà nụ xanh hết trơn luôn nè. Vạn thọ, lại là vạn thọ. Đó, mình thấy các chỗ vạn thọ người ta trồng rất là khéo và cái số lượng cũng không có nhiều, nhưng mà không biết sao năm nay người chốt vạn thọ lại ít ha. Đó,
hy vọng là bán không được cái này thì có cái khác bù lại. Còn con trai cũng bán hết hàng ha. Đó, rồi thôi chắc cái video clip hôm nay đến đây tạm dừng. Thời gian cũng khá là dài rồi. Blam TV xin chân thành cảm ơn đến tất cả của chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi, đồng hành cùng Blam TV. Và nhân đây Blam TV xin kính chúc tất cả của chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc cho các tiểu thương, các gian hàng ở đây bán hết hàng ha. Rồi bây giờ hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video clip lần sau.